à về danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện anh tải ngay app về danh Hi guys, xin chào tất cả các bạn, cô Linh vào hôm nay cô rất vui vì chúng ta có thể tiếp tục gặp lại nhau trong các video bài giảng tiếng Anh Và như các bạn đã biết chúng ta đang dừng chân ở unit thứ 11 với chủ đề là Changing Roles in Society Là việc thay đổi các vai trò vị trí trong xã hội trong tương lai và chúng ta đã cùng nhau đi qua được ba bài Đầu tiên đó là Getting Started, A Closer Look 1 and A Closer Look 2 Và bài ngày hôm nay của chúng ta là bài thứ tư với tiêu đề là Communication Và trong cái bài Communication này thì chúng ta sẽ có những cái từ vựng Cũng như là chủ đề liên quan đến cái việc mà những sự thay đổi về vai trò của nhà trường trong tương lai như thế nào Và trước khi để đến với bài học thì cô có một số extra vocabulary là những từ vựng thêm mà cô cần các bạn cần chú ý và các bạn nhìn vào đây cho cô ạ từ đầu tiên đó là từ hands on nó có nghĩa là tính từ nghĩa là thực hành này thực tế ngay tại chỗ là các bạn làm cái gì đấy ví dụ các bạn học xong ví dụ các bạn học một môn hóa học ấy và người ta có cái thí nghiệm thì các bạn sẽ thực hành ngay tại chỗ cái thí nghiệm đấy thì các bạn thầy có thể dùng cái từ hands on để chỉ việc đấy và từ thứ hai cô cần các bạn chú ý đó là individual Individually oriented và các bạn nhớ cho cô cái từ Individually này nó thuộc về cá nhân này Oriented nó là định hướng thì vậy ghép hai từ lại lại với nhau thì mình có thể hiểu là định hướng cá nhân với là mỗi cá nhân sẽ được định hướng theo những cái hướng phát triển sau và từ thứ ba đó là tailoring và cô vừa dịch trong cái bài này trong cái bài trước rồi đấy nó có nghĩa là thay đổi đáp ứng theo nhu cầu cái gì và từ tư đó là responsive to Responsive to something cũng là đáp ứng với cái gì. Rồi bây giờ để có thể hiểu được xem là những cái từ này được dùng trong hoàn cảnh nào thì cô mời các bạn nhìn sang bài tập đầu tiên nhá. Bài tập đầu tiên nào? Work in groups. Read the introduction to the Just Emerging forum. Discuss and take notes of your own predictions. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc theo nhóm này. Đọc cái phần giới thiệu trong cái Just Imagine là hãy tưởng tượng cái diễn đàn hãy tưởng tượng và cùng nhau bàn luận và take notes về những cái viết ra những cái prediction là những cái phán đoán riêng của bản thân mình và đến phần thứ hai đó là read the prediction which has been posted and see if any is similar to yours là sau đó chúng ta sẽ đọc những cái phán đoán và cái cái dự đoán của các bạn mà những cái bài post mà đã được post lên trang diễn đàn này ạ và xem là có cái phán đoán nào giống với chúng ta hay không và bây giờ cô sẽ cho trình chiếu lên cho các bạn cái just forum Just Imagine Forum là cái diễn đàn tưởng tượng, hãy tưởng tượng này nhá. Ok, đầu tiên đó chính là cái introduction của cái diễn đàn Just Forum, à Just Imagine ở đây. Cái từ này mình đã dịch là cái diễn đàn này là hãy tưởng tượng, có nghĩa là cái diễn đàn là nơi các bạn đưa ra những cái dự đoán, cái tưởng tượng của mình về những cái việc mà có thể xảy ra trong tương lai. Bây giờ mình sẽ đọc xem cái diễn đàn này là liên quan đến vấn đề gì nào. This is a forum launched by Nhật Minh School in Đà Nẵng. Đây là một diễn đoàn được diễn đàn được thực hiện này được điều hành bởi trường Nhật Minh ở Đà Nẵng. The student were asked to share their thoughts about the roles of school in the future. Học sinh sẽ được hỏi để đưa ra những cái suy nghĩ của họ về vai trò của trường học ở trong tương lai như thế nào here are some posts we would like to share with you và đây là một số bài chia sẻ mà tớ một số bài đăng mà tôi chúng tôi muốn chia sẻ với bạn ok vậy là chúng ta đã biết cái diễn đàn này đó chính là cái diễn đàn mà nơi các bạn trẻ các bạn học sinh được đưa ra những suy nghĩ của mình về vai trò cũng như là tính năng của nhà trường trong tương lai nó có những cái thứ thay đổi gì so với hiện tại hay không và sau đây là một số cái bài đăng mà các bạn ấy thấy nổi bật nhất và muốn chia sẻ với chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bốn bài đăng mà có bốn bạn học sinh để xem là bộ bốn cái prediction bốn cái dự đoán của các bạn ấy là gì và bốn cái dự đoán này nó có giống với cái dự đoán của các bạn hay không nhá Đầu tiên chúng ta sẽ đến với post 22 là post thứ 22. Cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc và dịch từng cái một nào. The school will be like a small city là trường học sẽ giống như một thành phố thu nhỏ vậy. Classes will be held in traditional classroom as well as in places like fast food restaurants where students will learn how to run a business or in a nursing homes where they will learn to take care of others là trường học sẽ giống như một thành phố thu nhỏ vậy. Học à, các lớp học sẽ được tổ chức giống như một lớp học truyền thống bình thường. Và cô nhắc lại là cái lớp học truyền thống bình thường là cái lớp học mà chúng ta có giáo viên này, có học sinh, có bảng đen, có các tất cả các thiết bị học tập và nơi học sinh và giáo viên có thể tương tác trực tiếp với nhau. Và cũng như là các nơi là ngoài việc các lớp học được tổ chức như một lớp học bình thường ra, một lớp học truyền thống ra, thì các lớp học cũng sẽ được tổ chức ở những nơi ví dụ như là một tiệm ăn nhanh Nơi mà học sinh có thể học được cách điều hành Điều hành, vận hành kinh doanh này Hoặc là in nursing home Mình dịch là một nơi gọi là viện dưỡng lão Và cũng có thể là viện dưỡng lão Nơi mà học sinh có thể học cái gì nhỉ? Học cách chăm sóc người khác ở đấy In short, learning more will be more hands on Vì vậy, nói tóm lại là việc học sẽ được gọi là Chúng ta sẽ được chúng ta thực hành ngay tại chỗ Thay vì chúng ta học lý thuyết mà không được thực hành thì việc học ở trong tương lai sẽ là chúng ta học lý thuyết và được thực hành ngay tại chỗ. Rồi đến bài post post 50 51 bài bộ post thứ 51 nào. Self study will be valued là việc tự học sẽ được đánh giá cao hơn cả. Student will have more freedom to choose whether to go to school on certain days for and for certain lessons. Học sinh sẽ được có nhiều hơn tự do trong việc chọn là đến trường trong những ngày những một số ngày thôi và cho một số môn cụ thể mà thôi. Class attendance check up will no longer be used. Việc điểm danh ấy hàng ngày sẽ không được sử dụng nữa. Students will be able to stay at home and follow lesson online or study the topic from other reliable sources là học sinh có thể sẽ chỉ việc ở nhà này, học các bài học qua mạng và có thể học về một số các chủ đề thông qua những cái nguồn đáng tin cậy. Learning more, will be more individu individually oriented and just be more effective là việc học sẽ được định hướng cá nhân nhiều hơn và sau đó nó có thể là khiến cho mọi thứ trở nên có hiệu quả hay hơn và cái từ individu individually ori oriented cô vừa nói đó chính là việc định hướng cá nhân có nghĩa là việc học thay vì là các bạn sẽ học những môn giống hệt nhau thì các bạn sẽ được học định hướng cá nhân ví dụ các bạn lớn lên lớn lên muốn trở thành muốn làm nghề gì thì các bạn sẽ được định hướng là học những môn sẽ giúp ích cho việc ngành nghề trong tương lai thay vì các bạn phải học giàn trải tất cả các môn như bây giờ. Rồi đến post 70-76 là post thứ 76 nào. The school will no longer be the only evaluator which decide whether a student is allowed to enter university. Trường học sẽ không chỉ là cái thước đo duy nhất cái mà quyết định là liệu học sinh có được đi vào, có được học ở trường đại học hay không. Society will also a part of this evaluation through the activities a student has performed outside the class. Là cái xã hội này cũng sẽ là một phần trong việc đánh giá này thông qua cái việc là các hoạt động mà sinh viên tham gia ở bên ngoài lớp học. Ok. Và đến cái post post 101, post 101. So schools will be more responsive school trends in society by constant constant sorry school will be more responsive to trends in society là trường học sẽ có thay đổi để đáp ứng với cái sự thay đổi trong xã hội bằng việc gì nhỉ by constantly ta tailoring their curriculum and activities bằng việc gọi là điều chỉnh liên tục những cái cái việc học này cái giáo trình học cũng như là các hoạt động in so doing They will greatly contribute to the development of the economy and help keep the society safe. Là khi mà làm việc đấy thì họ sẽ giúp đóng góp rất là lớn vào việc phát triển nền kinh tế này và giúp đỡ và khiến cho cái xã hội này trở nên an toàn hơn. Rồi vừa rồi là bốn bài post của bốn bạn đến từ bạn Lan lớp 6A này, bạn Cường lớp 9B này, bạn Hưng lớp 9D và bạn Nguyên Nguyên lớp 8G về những cái suy nghĩ cái ý kiến của các bạn ấy về môi trường về việc học về vấn đề là vai trò của trường học trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào và bây giờ các bạn các bạn thấy là khi sẽ đọc xong cái này thì các bạn thấy là cái ý kiến của các bạn này có đúng với ý, ý kiến của mình có giống ý kiến của mình hay không hay là các bạn này có ý kiến khác với mình như thế nào bây giờ để có thể hiểu rõ hơn về bài đọc này thì cô mời các bạn chuyển sang bài tập số 2 nhá Which response one to four is most relevant to it of the post in 1B Cái câu trả lời từ 1 đến 4 nào sau đây phù hợp nhất Liên quan nhất đến những cái bài post trong phần 1A Và cô mời cho các bạn nhìn trong phần đây cho cô ạ Đây là bốn câu trả lời có liên quan đến bốn bài post từ bài bài đăng thứ 22 này, bài đăng thứ 51, 76 và 101. Và nhiệm vụ của các bạn là phải đọc và dịch, đọc và hiểu được bốn cái câu trả lời này và xem câu trả lời nào phù hợp với từng bài post sau. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với từng câu câu respond một nhé. Câu đầu tiên nào. I agree that academic performance is not the only criterion to evaluate a person. Tôi đồng ý rằng là việc học này, cái thành tích học tập không là cái thước đo duy nhất để đánh giá một con người. Đấy là cái response thứ nhất. Cái response thứ hai là surveys will be conducted to find out the changing demands of society. Là các bài các bài khảo sát sẽ được diễn ra để tìm ra sự Cái sự changing demands là cái việc nhu cầu đang thay đổi của xã hội như thế nào Cái thứ ba nào This development will allow a student to tailor his or her own learning Là cái sự phát triển này sẽ cho phép học sinh thay đổi cái việc học của cô ấy Điều chỉnh cái việc học, tự việc, việc tự học của cô ấy Cô hoặc ấy hoặc anh ấy đến câu số 4 nào I have the same vision of seeing earth learning from a real life. Tôi cũng có một cái cùng cái quan điểm là chúng ta học nhiều hơn từ cuộc sống thật thay vì là chỉ học ở trên nhà trường. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đến xem làm. Các bạn cùng nhau nhìn lại cái bốn cái bài post và cùng nhau làm cho cô, làm xem là bài những câu trả lời dưới đây nó phù hợp với từng bài post nào nhá. Và bây giờ cô sẽ cho các bạn xem phần đáp án nhá. Ok đến câu đầu tiên nào. Bài post thứ 22 Chúng ta sẽ đi với câu respond thứ tư là I have the same visions of seeing us learning more from the real life là tôi cũng có cùng quan điểm là nhìn là chúng ta sẽ học nhiều hơn từ cuộc sống thật. Và các bạn thấy trong đây tại sao người cô lại chọn cái post thứ bài đăng thứ 22 với cái câu respond thứ tư nhỉ? Bởi vì các bạn thấy ý chính của bài số 22, ý người ta muốn nói là ngoài việc lớp học được tổ chức theo một cách thông thường ra các cơ truyền thống ra thì lớp học trong tương lai sẽ được tổ chức ở những nơi mà khiến cho có thể có cơ hội cho các bạn học sinh thực hành những cái lý thuyết mình học một cách ngay lập tức, một cách gọi là ngay tại chỗ, ví dụ như là việc các bạn học ở những cái nơi gọi là các cửa hàng ăn nhanh này sẽ giúp các bạn học sinh học được cách vận hành kinh doanh tốt nhất hay là việc làm việc ở những cái gọi là viện dưỡng lão thì giúp các bạn học được cách chăm sóc người khác như thế nào. Vậy lên câu số 2 này câu cái post thứ 22 này nói về việc học sinh là học từ một cái cuộc cái cuộc sống thực tế học kiến thức kỹ năng từ cuộc sống thực tế thay vì là việc chỉ việc học ở trên ghế nhà trường thôi Nên vậy câu số 22 này chúng ta sẽ đi với câu respond thứ tư và chúng ta sẽ cùng nhau đến post thứ 51 nào Post thứ 51 chúng ta sẽ đi với ý thứ ba là This development will allow a student to tailor his or her own learning Cái sự phát triển này sẽ giúp học sinh điều chỉnh cái việc tự học của cô ấy rất là nhiều Và các bạn thấy ở đây cái phần cái post số 51 này người ta nói là Trong tương lai ấy, thì tự học sẽ được đề cao Và học sinh sẽ có quyền được chọn là các bạn ấy muốn đi học chuyến trường vào những ngày nào Muốn học những môn gì Và học sinh có thể tự học online ở nhà Và hoặc là tự học từ những cái nguồn đáng tin cậy khác cái việc này khiến cho các bạn ấy được định hướng cá nhân tốt hơn Là các bạn ấy sẽ học những cái mà các bạn ấy thấy cần thiết cho tương lai Thay vì việc học giàn trải ra cả các môn rồi bây giờ với nhau đến post thứ 76 nào là sẽ chọn ý đầu tiên là I agree that the academic performance is not the only criterion to evaluate a person Tôi tôi đồng ý rằng cái việc mà thành tích học tập không chỉ là một cái thước đo duy nhất để đánh giá một con người Các bạn thấy ở đây này, trong cái bài post thứ 76 ấy người ta nói là Trường học không chỉ là cái thước đo duy nhất để đánh giá xem là liệu một bạn học sinh có được đi vào trường đại học hay không mà thay vào đó là xã hội cũng là một phần là thông qua việc các bạn ấy thể hiện ở bên ngoài xã hội như thế nào các hoạt động các bạn các bạn ấy tham gia ở bên ngoài xã hội. Thế vì vậy cái câu số 76 này thì cái respond cái câu đọc cái câu trả lời phù hợp nhất với nó chính là câu thứ nhất là về việc là cái bạn trả lời này bạn ấy cũng đồng ý là việc thành tích học tập không phải là cái thước đo duy nhất để chúng ta đánh giá một con người. Và cuối cùng đến post thứ 101 thì chúng ta đã thấy ý thứ hai Surveys will be conducted to find out the changing demand of the society. Là các gì nhỉ? Ờ, các bài khảo sát sẽ được thực hiện để tìm ra những cái thay đổi trong cái nhu cầu trong xã hội. Và các bạn thấy trong bài 101, à cái bài post 101 thì người ta có nói ấy, là nhà trường bây giờ sẽ đáp ứng với sự thay đổi của xã hội nhiều hơn nữa bằng việc là thay đổi chương trình học này, thay đổi liên tục cái chương trình học cũng như các hoạt động học tập để có thể phù hợp với cái nhu cầu của xã hội và vì vậy là những cái việc đấy thì bây giờ cái bài cái câu trả lời thứ hai này người ta nói là để làm được để biết được nhu cầu của xã hội là gì thì cái survey là những cái bài khảo sát sẽ được thực hiện. Rồi, vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2 là bài tập khiến cho giúp cho các bạn ôn lại ôn lại nội dung chính của từng cái bài đăng và giúp cho các bạn tìm được những câu trả lời phù hợp với từng bài đăng một. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo trong phần communication ngày hôm nay nhá. What do you think? Bạn nghĩ như thế nào? Cái câu hỏi này, cái bài tập này là giúp bài tập giúp các bạn gọi là push your thinking, giúp các bạn nâng cao khả năng suy nghĩ của mình để từng những cái chủ đề của ngày hôm nay. Đầu tiên xem nào để xem bài tập này người ta yêu cầu chúng ta làm gì nhá. Discuss in the group, support your answers with the specific reasons and example. Là bắt đầu chúng ta sẽ cùng làm việc theo nhóm này. Chúng ta hãy support your your answer là chúng ta phải bảo vệ cái câu trả lời của chúng ta với những lý do cụ thể và ví dụ nữa. Đầu tiên nào, which change in the roles of school in the just imagine forum? Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau đến phần này cho cô ạ. Cái gì, điều gì đã thay đổi trong cái mặt vai trò trong cái ở nhà trường, trong cái diễn đàn Church forum? Và các bạn, để các bạn làm cái này thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi sau nhá. Câu hỏi đầu tiên nào, trong cái diễn đàn Church forum này, are you most interested in? Bạn là gì nhỉ? Bạn hứng thú nhất với cái gì? Thì bây giờ các bạn xem nào các bạn có mỗi bạn có một cách trả lời riêng đúng không và đây là cái câu trả lời của cô I am I am more interested in the train that the school will be like a more city which the student can learn the theoretical as well as the practical knowledge là việc mà cô cảm thấy thú vị nhất trong cái chess forum ấy đó chính là việc mà sự thay đổi là được là học trường học này sẽ trở giống như một cái thành phố nhỏ, thành phố thu nhỏ nơi mà học sinh không không như có thể học những cái lý thuyết mà có thể học được những cái kiến thức thực hành nữa bằng việc là các lớp học được đặt ngay tại chính cái nơi mà khiến có thể giúp các bạn học sinh thực hành cái lý thuyết đấy ngay lập tức. Ví dụ như các bạn học về việc kinh doanh chẳng hạn thì các bạn ấy có thể học ở ngay một cái fast food restaurants là một cái nhà hàng thức ăn nhanh này hay các bạn một số bạn là học y này thì học về cái kỹ năng gọi là chăm sóc học sinh à quên nhầm chăm sóc người người khác thì các bạn ấy có thể làm việc ở một cái viện dưỡng lão rồi đến câu số 2 nào Do you find most likely to, to happen? Điều gì mà bạn cảm thấy gọi là khó xảy ra nhất trong những cái này? Trong bốn bài post trên, bốn cái vision, bốn cái idea trên, bốn cái uh, suy nghĩ của bốn bạn về cái sự thay đổi về thay đổi về cái vai trò trong nhà trường của trong tương lai thì các bạn thấy cái điều gì là khó xảy ra nhất thì các bạn viết vào trong đây và các bạn support cho nó và cô thấy cái điều khó xảy ra nhất trong đây đó chính là the chance i find most unlikely to happen is that the school will no longer to be the only evaluator to decide whether a student is allowed to enter a enter a university because it's difficult to find another valid alternative for it cái điều cô thấy mà khó xảy ra nhất trong tương lai á, đó chính là việc nhà trường không chỉ là cái thước đo đánh giá đồ duy nhất khiến để quyết định học sinh có được tiếp tục đi học đại học hay không. Bởi vì là hiện tại đối với xã hội hiện tại bây giờ thì ngoài trường học ra rất khó để tìm thấy một cái sự cái thước đo nào thay thế ấy, gọi là nó chắc chắn ngoài nhà trường ra cả. vậy đấy đây cái việc mà cô thấy khó khăn nhất như cô đã nói đấy ạ, là việc chúng ta Cảm thấy là trường học không phải là thước đo duy nhất mà thay vào đấy là có những cái thước đo khác. Nhưng bây giờ ngoài trường học ra thì hiện tại rất khó để tìm ra một cái thước đo nào nó quy chuẩn hơn trường học để đánh giá kỹ năng của một người, đánh giá khả năng của một người. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đến câu số 3 và câu số 4 nhá. Câu số 3 là I you sure will be coming. Điều gì bạn thấy là chắc chắn sẽ xảy ra nhất? Bây giờ các bạn suy nghĩ xem nào trong vòng 10 năm nữa thì giáo dục của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? trong nhà trường thì có gì thay đổi vai trò của giáo viên thay đổi như thế nào hay là cái việc học ở trên lớp chúng ta sẽ thay đổi như thế nào thì các bạn suy nghĩ xem cái điều gì mà các bạn chắc chắn rằng trong tương lai giáo dục của việt nam chúng ta sẽ thay đổi nhỏ còn đây chính là những điều mà cô suy nghĩ là trong tương lai chúng ta sẽ có những sự thay đổi sau the change is that the school curriculum will be tailored constantly when becoming sent. The knowledge for unit students need to be up to date it, so that it can be related to themselves more. À, cái sự thay đổi mà cô thấy bây giờ, chính hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang từng thấy như hàng ngày đó chính là cái chương trình học của học sinh, chương trình học của nhà trường bây giờ đang được thay đổi từng ngày bởi vì là cái kiến thức mà học sinh cần ấy thì cần phải up to date là cần phải được cập nhật hàng ngày. Vì vậy để khiến cho các bạn học sinh cảm thấy gần gũi hơn nữa, không nói đâu sai, ví dụ như cái chương trình học tiếng Anh của chúng ta năm lớp 9 này thôi ạ, à, là việc nó thay đổi rất là nhiều. Việc là học sinh, nhà trường thay đổi theo cái nhu cầu của xã hội. Bây giờ xã hội chúng ta cần việc tiếng Anh đang cần rất là nhiều nên nhà trường cũng đã thay đổi việc chương trình học khiến tiếng Anh trở lên là một môn khiến nó trở nên quan trọng hơn giúp các bạn tập trung đầu tư nhiều hơn chương trình vào việc học tiếng Anh và những cái kiến thức ở đây cũng đều là những kiến thức up to date là được cập nhật rất là nhanh và những chủ đề ở đây cái chủ đề trong các sách của chúng ta ấy cũng là những chủ đề rất là gần gũi với các bạn gần gũi với học sinh khiến cho các bạn trở nên gọi là hứng khởi hơn trong sau mỗi giờ học đến câu số 4 nào Wind will involve the participation of the whole society là cái gì sẽ liên quan đến sự tham gia của toàn xã hội. Bạn thấy xem đây là cái gì nhỉ? Cái gì sẽ liên quan đến việc tham gia của toàn xã hội trong đây ạ? À? Câu số này mình sẽ nói là the change that shall study, cái sự thay đổi nào sẽ liên quan đến việc là cả toàn xã hội sẽ tham gia cái này. The change that shall study will be valued need to be participation of the whole society là cái việc mà tự học ấy cần được sẽ được gì nhỏ sẽ được đánh giá cao này cần sự tham gia của toàn xã hội from school to family from friends of ex student làm việc không chỉ là việc nhà trường đánh giá cao việc tự học mà trong gia đình cũng vậy và không chỉ là từng học sinh một mà cần phải khiến cho bạn bè của học sinh cũng phải thấy được là cái tầm quan trọng của việc tự học nó như thế nào và chúng ta cần đánh giá cao cái việc tự học cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong việc tự học thay vì là chỉ việc là chúng ta đến trường và về nhà là không 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 làm gì liên quan đến cái kiến thức đấy rồi vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài thứ ba cũng là bài cuối của phần communication ngày hôm nay rồi bây giờ cô mời các bạn chuyển sang phần tổng kết để xem hôm nay chúng ta học được cái gì nhá ok what have we learned today cái chủ đề ngày hôm nay rất là hay à hôm nay chúng ta học cái gì qua bài communication này các bạn đã được có cơ hội nào tưởng tượng được và cái giáo dục trong tương lai như thế nào và đã các bạn cũng có cơ hội được đọc một số những cái dự đoán có thể xảy ra trong tương lai qua cái forum hãy tưởng tượng của các bạn trường gì nhỏ Trường nhật minh ở đà nẵng và các bạn cũng được xem là những cái ý tư tưởng của các bạn ấy những cái suy nghĩ của bạn ấy cũng không hề viển vông một tí nào và nó rất có cơ sở để có thể xảy ra trong tương lai và các bạn về nhà thì mỗi chúng ta cũng có thể có những cái ý nghĩ ý nghĩ riêng này cái suy nghĩ riêng về việc là liệu tương lai giáo dục của việt nam chúng sẽ thay đổi như thế nào và mỗi bạn cũng có thể có những cái phán đoán riêng của mình để xem là trong tầm một hai năm nữa thì những cái thay đổi đấy nó có giống những cái thay đổi của mình hay không nhá và bây giờ cũng là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi cô mong các bạn sẽ học tập thật tốt và ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho hai bài skill tiếp theo nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách